Đổi giao về cho Park Boom 5-7 và Đức Tuân vừa đã có được liên tiếp những điểm số để tạo ra cách biệt 2 điểm. Ở trong những thời khắc quyết định thì trái tay vẫn đang là điểm tựa của Park Boom. Những quả trái của Park Boom vẫn đang có được độ tin cậy cao trong lối chơi 7. Bảy đều. Tám bảy. Đức Tuân có thể có sai sót nhưng cũng biết cách trừng phạt những sai sót của đối phương. Tấn công này 9-7 rồi, khoảng cách đã được nới rộng lại 2 điểm và Đức Tuân đang cách chức vô địch 2 điểm số nữa mà thôi. Quá hồi hộp và kịch tính vào thời điểm hiện tại và rõ ràng Đức Tuân vẫn đang biết cách tạo ra sự căng thẳng và kịch tính cũng như là sự hồi hộp cho người hâm mộ bóng bàn nước nhà. Thêm một điểm số nữa, Đức Tuân sẽ chạm cơ hội giành Championship Point. Tấn công tốt. Park Boom vẫn đang sống bằng những quả trái tay. Trong buổi chiều ngày hôm nay, Park Boom đã trừng phạt anh Tú của chúng ta bằng những quả trái như vừa rồi. Và bây giờ Park Boom vẫn đang sống bằng những quả trái trong cuộc đối đầu với Đức Tuân. Chúng ta vẫn đang chờ đợi điểm số thứ 10. Và đổi giao về cho tay vợt của chúng ta. 1 điểm số nữa thôi thì tôi tin là khán giả Hải Dương sẽ nổ tung. Hai quả giao bóng của Đức Tuân rất hồi hộp và kịch tính. Đức Tuân rất bình tĩnh, không vội. Chính xác là không cần vội vào thời điểm hiện tại. Người vội là Park Boom chứ không phải là Đức Tuân. Hy vọng là Đức Tuân vẫn đang biết cách tạo ra sự hồi hộp cho khán giả bằng một kịch bản kịch tính hơn. Không sao hết.
vẫn có cơ hội làm lại, quan trọng là như vậy. Vẫn còn quá nhiều cơ hội cho Đức Tuân. Mười mười một, đổi dao về cho Nguyễn Đức Tuân. Đức Tuân về cho để cho đối phương có 3 điểm số liên tiếp. Bóng ngoài. Lại là 11 đều. Bóng ngoài một chút xíu thôi, nhưng dù sao thì bóng vẫn đi ra ngoài. Và điểm số 11 thì vẫn được dành cho Nguyễn Đức Tuân. Và điểm số 11 thì vẫn được dành cho Nguyễn Đức Tuân. Và lần này thì chúng ta cũng hy vọng là Đức Tuân không khiến cho khán nhà nhà phải ăn mừng hụt. 12-11 và nắm quyền giao bóng. Rất căng thẳng. Tuyệt vời! Biết nói gì đây? Biết nói gì đây ngoài những lời chúc mừng? Đức Tuân đã làm được và đã khiến cho bầu không khí tại nhà thi đấu Hải Dương như muốn nổ tung rồi. Không khí tại nhà thi đấu Hải Dương như buồn nổ tung rồi. Những giọt nước mắt tôi tin là đang chảy trên những gương mặt của các thành viên đội tuyển bóng bàn quốc gia, và những nụ cười đang lăn, những nụ cười trong nước mắt, những nụ cười của hạnh phúc đang có đối với người dân tỉnh.